Thưa quý vị, theo dòng chảy số, nhiều cơ sở y tế, bệnh viện trên toàn cầu nay đã thay đổi phương thức khám chữa, tích hợp công nghệ cao trong nhiều hoạt động chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Khái niệm iHospital hay còn gọi là bệnh viện thông minh xuất hiện vài năm trở lại đây tại nhiều quốc gia phát triển. Tại Việt Nam, mô hình iHospital cũng đang có những bước tiến dài. Và ngày hôm nay hãy cùng #247 cận cảnh cách mà các giải pháp 4.0 đang định hình hoạt động chăm sóc y tế nói chung và trải nghiệm nói riêng của nhiều bệnh nhân. Quý khán giả thân mến, chiếc vòng công nghệ đang đeo trên tay tôi đây trông thì nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng mà có thể thay thế được rất nhiều công việc đơn giản của đội ngũ nhân viên y tế, lễ tân hay là y tá điều dưỡng ở trong bệnh viện. Ngoài chức năng là giúp định vị người dùng thì chiếc vòng này còn có thể là thu phát thông tin của bệnh án điện tử, và cùng với đó là đặc biệt hiệu quả trong những trường hợp mà người dùng cần sự trợ giúp khẩn cấp trong quá trình là thăm khám sinh hoạt tại bệnh viện. Đây chỉ là một trong số nhiều trang thiết bị nằm trong tổ hợp trang thiết bị công nghệ hiện tại được trang bị tại bệnh viện này, với mục tiêu là xây dựng một bệnh viện thông minh 4.0, nơi mà công nghệ trở thành một trợ thủ đắc lực cho các y bác sĩ và cũng trở thành một người bạn đồng hành tin cậy dành cho các bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Giải pháp iWord hay Intelligent Word là tên gọi của tổ hợp giải pháp 4.0 do tập đoàn Intel Advantech và D-Ones phối hợp triển khai tại bệnh viện này trong thời gian gần đây. Với iWord, các thiết bị và phần mềm thông minh sẽ giúp tái cấu trúc quy trình chăm sóc điều trị, làm việc của đội ngũ y tế, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của bệnh viện. Nền tảng này cùng với hệ thống quản lý của bệnh viện giúp cho khách hàng có thể biết được một cách chính xác hơn các thông tin về bản thân, giúp cho bác sĩ và điều dưỡng sẽ đưa ra những phương hướng điều trị chính xác hơn và sẽ được cập nhật thường xuyên. Trong quy trình vận hành thông minh, một iHospital được trang bị iWord sẽ có tổ hợp 3 giải pháp chính gồm: giải pháp Nursing Control Station dành cho trung tâm y tá, điều dưỡng nhằm quản lý các nghiệp vụ chăm sóc nội trú, kết nối nhân viên y tế tới bệnh nhân. Từ lịch sử thuốc men, trạng thái người bệnh, giường bệnh, lịch ca trực, ghi chú của bác sĩ sẽ được hệ thống quản lý sắp xếp khoa học, chuyên nghiệp. Giải pháp Patient Terminal, trạm thông tin giải trí, yêu cầu dịch vụ trong và ngoài bệnh viện như đồ ăn, taxi, hỗ trợ y tế, cùng với đó là tra cứu thông tin điều trị, như thời gian đi buồng của y bác sĩ, chi phí và lịch trình điều trị. Giải pháp vòng đeo định vị thời gian thực, kiểm soát check-in, check-out tự động, hỗ trợ định vị người bệnh và hỗ trợ khẩn cấp, hiệu quả cho người già, trẻ em, giường sơ sinh, quản lý tài sản cá nhân qua thiết bị định vị, tránh mất mát, thất lạc. Ngoài các giải pháp chính, iWord sẽ kết hợp với các thiết bị IoT có sẵn, camera thông minh, server đám mây và phần mềm chẩn đoán AI của bệnh viện, để từ đó xây dựng một bộ máy vận hành nghiên cứu, quản lý tự động. Trong tương lai sẽ tiến tới hoàn thiện môi trường chăm sóc sức khỏe số hóa toàn diện. Trong tương lai sẽ có các công nghệ như là công nghệ 5G, kết nối thông minh, công nghệ về AI và điện toán đám mây ở bên là những công nghệ rất là quan trọng để giúp các bệnh viện triển khai các giải pháp về bệnh viện thông minh nhanh hơn, hiệu quả hơn và kinh tế hơn. Vâng, có thể thấy công nghệ và y tế luôn là một cặp bài trùng trong kỷ nguyên số. Một mô hình iHospital toàn diện sẽ cung cấp ứng dụng chính xác, tin cậy và hiệu quả, giảm tải rất lớn cho bệnh viện. Từ telehealth, khám chữa từ xa đến mô hình iHospital, công nghệ viễn thông và khoa học chính là chìa khóa của sức khỏe toàn cầu trong tương lai. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn chủ đề này trong nội dung tiếp theo của #247. Sẽ thế nào nếu trong tương lai, bệnh tật của chúng ta được chẩn đoán bởi AI dựa trên hàng triệu ca bệnh tương tự trên toàn cầu? Sẽ thế nào nếu việc khám chữa bệnh trở thành một kỳ nghỉ được phục vụ bởi máy móc? Và sẽ thế nào nếu chi phí khám chữa, thời gian chờ đợi ngày một giảm, áp lực của y bác sĩ ngày một ít đi, dù dân số toàn cầu gia tăng và các bệnh mãn tính, đại dịch xuất hiện ngày càng nhiều? Đây là một viễn cảnh không hề xa rời thực tế nếu kết hợp tốt công nghệ và y học trong tương lai. Mô hình bệnh viện thông minh 4.0 cùng với sự phổ cập của telehealth được các chuyên gia dự đoán sẽ sớm thay đổi cách thức khám chữa truyền thống như hiện nay. Với 3 công nghệ chính đang dần hoàn thiện bởi các kỹ sư toàn cầu gồm AI, Big Data và đám mây Cloud, việc chăm sóc sức khỏe sẽ sớm tìm được một mẫu số chung, bình đẳng cho tất cả mọi người. Mô hình bệnh viện 4.0 là một cái mô hình bệnh viện mà ở đó toàn bộ cái vận hành của bệnh viện được thực hiện trên một nền tảng kỹ thuật số. Cái nền tảng này nó cho phép kết nối tất cả các cái đối tượng tham gia vào cái hoạt động của bệnh viện, từ bệnh nhân
cho đến bác sĩ, cho đến nhân viên y tế và các nhà quản lý. Thì việc kết nối các cái đối tượng trên một cái nền tảng kỹ thuật số này, nó cho phép là các đối tượng có thể tương tác với nhau một cách thuận lợi và dễ dàng tại bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ ở đâu. Và thứ hai, toàn bộ cái dữ liệu kết nối trên nền tảng này và các cái dữ liệu trong quá trình tương tác đó, nó được thu thập, được quản lý và được phân tích. Và từ đó nó sẽ tạo ra những cái giá trị mới, tạo ra những cái lợi ích mới cho tất cả các đối tượng tham gia vào cái nền tảng này. Cũng theo ông Hậu, với các giải pháp số, người bệnh sẽ không còn loay hoay với giấy tờ, thủ tục thăm khám. Y bác sĩ sẽ nắm rõ tiền sử bệnh tật của bệnh nhân, kể cả trước khi họ đến bệnh viện. Trong quá trình điều trị, kết nối IoT sẽ hỗ trợ người bệnh sử dụng dịch vụ bổ sung như là chụp chiếu, đặt lịch, hẹn giờ và nhắc nhở xét nghiệm, uống thuốc. Cùng với đó, kết quả phim chụp, siêu âm, bệnh án điện tử sẽ trở thành mô hình học tập cho trí tuệ nhân tạo. Đối với các y bác sĩ nhiều kinh nghiệm hay là cả mới ra trường, tiên đoán của AI dựa trên dữ liệu Big Data sẽ nâng cao trình độ, chuyên môn và tính chính xác của kết luận cuối cùng. Bởi vì lúc này thì không phải là chúng ta phải phụ thuộc vào cái sức người quá nhiều nữa, mà chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của máy và nó sẽ là 24/7, nó sẽ là liên tục. Và lúc này thì nó sẽ giúp cho cái sự an toàn của người bệnh nó được đảm bảo một cách tối đa. Trong thảm họa COVID-19, những công nghệ mới như là AI và Big Data đang hỗ trợ hiệu quả và giúp đẩy nhanh quá trình kết thúc đại dịch. Theo các chuyên gia, mục tiêu cuối cùng của y tế số chính là giảm thiểu chi phí và tiến tới bình đẳng chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Với sự kết hợp của nhiều công nghệ cốt lõi như là đám mây, robotics, in 3D, thực tế ảo tăng cường, AI, Big Data hay là Data Analytics và mới đây là Blockchain và 5G, các nhà khoa học tin rằng tương lai của y tế số đang rất rộng mở trên toàn cầu. Tới đây, bản tin sống kết nối ngày 1 tháng 11 xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và đừng quên chúng ta có hẹn vào 20h45 hàng ngày trên sóng VTC1.